Li xin mến chào tất cả cô chú anh chị các bạn các em rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Litala Vlog. Thưa quý vị, vụ việc tranh chấp gia sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh đã tiến lên một cái tầm cao mới. Chuyện phe tranh gia sản Vũ Linh Li nghe đau dư luận đang râm ran, bàn tán hai từ bất hiếu. Kính mời quý vị nghe xuyên suốt video này, Ly sẽ đưa ra nhiều cái luận cứ. Thưa quý vị, có ông Long ưu tú Ông lên chia sẻ về cái gọi là bất hiếu. Động trời hơn khi nghe tin Nga Ocean sẽ làm chứng cho vấn đề bất hiếu. Có thiệt không? Nếu mà thiệt thì thành ra mười mấy năm nay nghệ sĩ tú Vũ Linh đúng như cái câu ông bà xưa đúc kết là nuôi ông tay áo nuôi khỉ dòm nhà. À thì ra bây giờ họ không bật chế độ con nuôi con ruột nữa vì không xin nhê gì với cộng đồng mạng mà giờ bật chế độ con bất hiếu. Rồi úp sọt luôn cho cộng đồng mạng đa số ủng hộ con bất hiếu à. Mèn đét ơi, biết là cộng đồng mạng đã một mực bảo vệ Hồng Loan tức là bảo vệ người con duy nhất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khẳng định pháp lý con ruột con nuôi không quan trọng, miễn giấy tờ hợp pháp là nhận thừa kế thôi. Bây giờ, cái đòn chính mà họ muốn tránh vào Hồng Loan phải chăng là hai từ bất hiếu? Nghe mà lạnh người. Lạnh người vì cái tình người của sự thâm độc của những người muốn tranh gia sản với Hồng Loan. Nhưng chuyện này, bà Báo Bình đã đề cập rất nhiều rồi thưa quý vị, nhưng mà không bằng không chứng thôi. Giả sử Nga Oshin ra làm chứng cho bà Sáu vì là giúp việc cận kề chứng kiến thì phía chị loan cũng có hồng phượng ra làm chứng vì trong đám tang hồng phượng đã nói là hồng loan rất có hiếu bên cạnh đó cũng có em mỹ em dung là những người đúng là người nhà chính hiệu có hiểu biết lời một người giúp việc chỉ dừng lại ở mức tham khảo thôi theo diễn biến thì cái ông long ưu tú lên nói rất có thể không phải tự nhiên mà là có kịch bản và đạo diễn lớp lan chi đó không đơn giản nói cho sướng cái miệng đâu. Chính ổng mở màn cho việc xoáy sâu vào vấn đề bất hiếu này. Like của ổng được xem là mở đường và ngầm cho phe bà sáu bảy tiếng lên. Trước đây ông Long U Tú có livestream kể về ông Sạc Thành đó quý vị và công lao của ông Sạc Thành. Tả nói nói dòng nói do, chắc coi mọi cũng muốn nghiêng về phía bà Sáu lắm mà ngại dư luận phía Hồng Loan chăng. Rồi khi dư luận chỉ trích ổng, nói chuyện hay hàng không rõ ràng quan điểm thì ông vội lên livestream khác ông nói ông ủng hộ Hồng Loan Hồng Loan thượng kế hợp pháp rồi giờ tới việc mượn chuyện bệnh viện để lập lờ đánh lận con đen khiến con đồng mạng bức xúc xong y cái bài cũ ông lại lên like đến chính phân bua tiếp cái bài cũ rít ta nói cũ hơn cả một tuần cổ nữa mà ông đem ra diễn hoài thực tế ly thấy ổng cũng là câu tương tác của con đồng mạng là chính mà dùng cái cách hơi hàng nói A rồi lại nói B. Một nghệ sĩ ưu tú có cần phải làm mấy cái trò này để thiên hạ chú ý đến mình không? Ly muốn nói điều này trước hết là phải xin lỗi Hương Linh còn năm Vũ Linh. Cũng xin lỗi khán giả mô điều cái lương cho Ly nói thẳng một câu. Ly không biết quan hệ giữa Vũ Linh và ông Long này như thế nào, quý trọng ra sao, tương kính thế nào. Riêng Ly thấy để so về nghề, ông Long thua Vũ Linh một bậc, nếu không muốn nói là xa lắc. Hơn 2.000 tuần cậu Năm Vũ Linh đóng kép chánh, quá nhiều tuần để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Nhắc tên tuần là người ta nhớ cậu Năm đóng nhân vật gì, Ly nói thiệt, làm sao mà tránh khỏi cái việc mà tị hiềm xung quanh. Trong ngành ngày nào cũng có sự ganh đua, không nhiều thì ít, đặc biệt là ngành nghề liên quan đến công chúng. Nhiều khi bên ngoài thân thiết, thể hiện sự thương mến tôn trọng nhau, nhưng bên trong tị nạnh từng khán giả, từng show diễn đặc biệt là ở người ít được săn đón ít thành công hơn người còn lại thì dễ tị nạn hơn người ta có thể gọi vũ linh là ông hoàng cải lương nhưng người ta không gọi kim tử long là ông hoàng cải lương dù cả hai hoạt động cùng thời ly không nói là ông kim tử long sẽ tị nạn gì chú vũ linh nhưng mà quả thật hai người nghệ sĩ này cho chúng ta thấy hai thái cực hoàn toàn khác nhau Điểm khác biệt giữa hai người này cho đến ngày hôm nay là chú Vũ Linh không bao giờ vì tiền mà nhận game show, còn ông Long nhận game show tá lã. Chú Vũ Linh giữ tự trọng với nghề cho đến cuối đời. Chú từng tuyên bố nghệ sĩ cái lương thì lên sân khấu chị hát cái lương. Biết bao nhiêu sự trân trọng, tôn trọng dành cho chú Vũ Linh thì cũng bấy nhiêu sự ái ngại dành cho ông Long. Vì cái danh nghệ sĩ nhân dân không được xét tặng thôi. Việc rõ ràng không đủ tiêu chuẩn mà ổng cũng lên bức xúc. Ông thắc mắc vì sao bác cái đơn xin xét nghệ sĩ nhân dân của ông thì thay mặt cho rất nhiều cái uh, lý do anh trai của chị Dung ở bên Mỹ đã dành cho người đàn ông bội bạc này hai bài phốt. Chị Dung khóc đến mù mắt. Kết quả con gái mà ông Long không nhìn đã tự kết liễu năm 18 tuổi một sự việc chấn động cầu đồng mạng lúc đó. Một người nghệ sĩ như vậy là thấy không ổn rồi. Và khi lầm xùm gia đạo nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nổ ra, thì ông Long cái phát biểu đầu tiên của ổng về cái chuyện này là cái livestream ổng đặt tiêu đề chia sẻ về một người anh thì lý tưởng đâu là ổng sẽ chia sẻ hồi tưởng về chú năm ai mà ngờ đâu khi vào nghe thì ổng lại nói về ông sạc thành và tân bốc ông sạc thành quá nhiều để làm chi để làm gì và có liên quan gì cần thiết gì ở cái chỗ này mượn chuyện liên quan chú năm để tô vẽ cho ông sạc thành trắng sạch tinh tươm còn hơn omoyave nobite Ly nhận thấy không một lời cho ra kiểu người lớn hiểu chuyện giúp phân giải nội bộ gia đình Vũ Linh và khiến khán giả an tâm. Đằng này lên phát biểu ba sạm ba láp xong, khán giả phản ứng thì lại lên nói Hồng Loan sẽ thắng. Trở qua trở lại như vậy, miết. Giờ lại tiếp tục cái tuồng như là màn hai cảnh một thôi, nói về tội bất hiếu. Ông Long so sánh sai rồi. Ông nói sai rồi khi đưa trường hợp của chú Thanh Tòng và chú Vũ Linh vào để so sánh với mẹ của Trinh Trinh gia đình có người thân sắp qua đời đa phần họ rất sợ người nhà mất ở bệnh viện vì mất ở bệnh viện theo tâm linh thì sẽ không tốt cho linh hồn của người đã mất rất nhiều thực tế trong từng gia đình khi bác sĩ thông báo chuẩn bị tinh thần có thể đưa về nhà gặp mặt người thân lần cuối là gia đình sẽ đưa về không còn nước non gì đâu mà cố tác không có bác sĩ nào từ chối khi bệnh nhân còn cơ hội cứu chữa đặt trường hợp Giả sử căn cứ vào các clip Ngao Xin quay Hồng Loan quỳ lại van xin bà Sáu cho ba được về nhà, thì tòa nào dám kết tội Hồng Loan bất hiếu để tước quyền thừa kế? Căn cứ vào những dòng chữ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để lại, thể hiện lời trăn trối của Vũ Linh là muốn về nhà. Con muốn gặp Hồng Phượng, chắc để xin về nhà vì bà Sáu không cho. Hồng Loan làm theo ý nguyện của cha là hợp tình hợp lý là có hiếu, Bệnh nhân muốn về cũng phải được sự đồng ý của bác sĩ chứ không phải của một cô em gái lộng quyền có thể quyết định được. Chưa kể cái việc bà Sáu đã đi đặt mộ phần trước khi cậu Năm mất cách đó mấy ngày nữa cơ. Thế thì giải thích sau đây. Nếu có clip quy lại vang sinh thì tung ra cũng dễ bị phản đam. Cũng lại là yếu tố có lợi vì thương cha đem cha về nhà là chuyến bình thường. Rồi cần xem xét bệnh án để đưa ra kết quả cuối cùng nữa đem clip xin về để đổ tội bất hiếu thì chưa đủ yếu tố cấu thành nha quý vị các clip đó mà tung ra là mẹ con mùa sáo bị tẩy chay tiếp nữa thôi thật là vui vui quý vị vì nếu bà sáu có ngao xin làm chứng thì phía hồng loan có hồng phượng làm chứng vì trong đám tang rõ ràng là hồng phượng có nói với báo chí là hồng loan là người con có hiếu luôn túc trực chăm sóc cậu rất thương cậu những ngày cậu bệnh loan xuyên suốt ở bên cậu Bây giờ đem tội bất hiếu gán cho Hồng Loan khác gì từ vả vào mặt mình. Giờ mẹ con, Phượng rồi dở quẻ bảo Hồng Loan bất hiếu là cả xã hội khỏi cần ăn hột mít lùi tro luôn á nha. Cũng mai, có giấy chính tay Vũ Linh xin về nhà. Mà dù không có giấy chính chú Vũ Linh viết để lại thì Hồng Loan quy xin cho cha về nhà cũng chẳng có gì gọi là bất hiếu. Phải không quý vị? Ông Long đưa ra thắc mắc này thắc mắc nọ để ngầm chứng minh Hồng Loan là người con thâm sâu giả ngu xã quyệt. Nhưng đáng tiếc không ai tin ông ta Thực tế Hồng Loan không phải là thần tượng để cộng đồng mạng yêu mến và bảo vệ mà Cộng đồng mạng đang yêu mến và bảo vệ con gái của thần tượng mình Của người nghệ sĩ đáng kính Cộng đồng mạng bức xúc chỉ hai chuyện Tranh thừa kế và thiếu minh bạch trong tiền nông đám tang Một phần ảnh hưởng đến hương linh danh dự của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Chứ chẳng ai ở đây đánh giá cao cái màn vạch áo cho người xem lưng của mẹ con bà Sáu Chuyện nhà khó mà vạch ra cho hết nhưng mà ai sai gì thì cậu Năm cũng đã bao dung giúp đỡ và cậu Năm coi trọng tình thâm hơn tiền bạc thì quý vị cũng biết. Ai nói gì, ai đưa ra bằng chứng gì, ai làm chứng thế nào ly không thấy quan trọng. Mà quan trọng là cậu Năm vẫn yêu thương Hồng Loan và các cháu ngoại của ông. Đặc biệt, ngày xíu túi vô linh không làm gì giúp dù được người thân bạn bè. Qua lời kể của Bình Tinh, Bình Tinh cũng nhắc rất nhiều lần, chứng tỏ ý chí Vũ Linh cứ để thuận theo tự nhiên giao lại tài sản cho con gái duy nhất là Hồng Loan nếu mình có hữu sự gì. Nếu bà Sáu và Hồng Phượng muốn đảo điên sự việc, hạ bệ quyền thừa kế của Hồng Loan bằng mọi cách, mọi quan điểm thì thật sự là một phen chấn động cho xã hội. Chẳng lẽ chỉ cần ba mẹ con cái có xảy ra xích mít thì người thân có thể nhảy vô và tranh hưởng thừa kế vì họ cũng ruột thịt mà họ không có xích mít và họ sẵn sàng làm chứng là đứa con đó bất hiếu. Nên là tôi, tôi có ruột thịt, tôi không có xích mít, tôi rất có hiếu. Cho nên tôi sẽ nhận thừa kế của cậu tôi, anh tôi. Chắc hẳn cô chú anh chị em ở đây có nhiều kinh nghiệm sống hơn Ly. Quý vị hãy chia sẻ đi, mọi diễn biến tâm lý dù có ngỗ nghịch cũng không phải tự dưng mà hình thành đúng không ạ? À? Sống với bà Sáu vậy ai chịu nổi áp lực tâm lý đó? Cha thì cứ di du với cô Sáu hoài chú bảy nữa quá nhiều rồi cha lại đi hay đi diễn xa rất nhiều yếu tố để hình thành nên cách ứng xử và những tình huống mâu thuẫn phát sinh mà nó hoàn toàn liên nghĩ không phải là tự phát thật đáng buồn cho chú vũ linh khi mà có những cái luận điểm họ cố đưa ra để làm cho mọi người hiểu là chú vũ linh không có con tuyệt tử tuyệt tôn điều này nó đã rất là ác với chú rồi mà khi bác không được cái điều này thì họ chuyển qua cái việc mà bất hiếu vậy ly có thắc mắc gì ngang? nhà từ đường của ba mẹ cũng làm mất vậy xin hỏi quý vị có hiếu hay bất hiếu nghe hội trẻ có cô đào nào cũng từng bỏ nhà theo chú linh tâm rong ruổi năm kỳ lục tỉnh rồi sau đó bị đem về lại sài gòn không cho theo chú linh tâm nữa vậy cô đào này có hiếu và đứng đắn lắm hả quý vị để mẹ già đi kiện tụng tranh giành tài sản, vỗ ngực ta đây cháu nói nghiệp nghệ sĩ Tú Vũ Linh, làm giám đốc mỹ phẩm, chạy xe đắt tiền vân vân mà không lo nổi nơi ăn chốn ở cho mẹ mà còn bình chân như vậy nói mẹ lâm vào cảnh vô gia cư vậy có hiếu hay bất hiếu quý vị hợp đồng truyền thông đám tang kêu truyền thông đám tang vào vậy thì có hiếu với cậu lắm mới phải làm như vậy đúng không quý vị đơn tranh chấp tài sản đổ qua hết cho mẹ già trong khi chính mình đi lập về bằng clip kỷ niệm, cha thì còn sờ sờ đó mang họ Lê mà mơ đồng sở hữu cái nhà từ đường của họ Võ, đồng nghĩa phải thờ họ Võ, vậy họ Lê để đâu? Đi giúp việc không công mười mấy năm, không cần phụng dưỡng cho mẹ mình, dành cả thanh xuân theo chăm sóc cha người khác, chắc cũng có hiếu lắm mới làm như vậy. Cha con cố nghệ sĩ Vũ Linh thương yêu nhau như vậy mà vu cho tội bất hiếu, có đảo điên thì cũng đừng đảo lộn hết về khái niệm có hiếu ở trên đời. Hồng Loan ngăn việc quyên góp không rõ ràng ảnh hưởng thanh danh cha chính là có hiếu, muốn một phần cha không bị kéo dài lê thê để cha sớm yên nghỉ là có hiếu, sống khỏe sống tốt lo cho gia đình các con các em đang nương nhờ là có hiếu. Thêm nữa theo các dữ kiện công khai trên cộng đồng mạng cũng như diễn biến câu chuyện qua hành động và lời nói các bên, Hồng Loan không nằm trong điều 621 về tội bất hiếu. Những tội bất hiếu nếu ai đưa ra nhằm mục đích hướng dư luận về một phía khác hiểu khác đi để quay lưng với Hồng Loan. Vì phe bà Sáu biết không đủ lý để dành tài sản với Hồng Loan, nên bây giờ theo hướng kết tội Hồng Loan bất hiếu là chiêu cuối cùng chăng. Nhưng càng đưa ra cái gì thì cộng đồng mạng càng tẩm lờ phe bà Sáu hơn thôi. Chẳng có lý do nào trong đó kết luận được bất hiếu để tước quyền thừa kế cả. Phiên tòa nào cũng nghe hai phía và đi xác minh thực tế rõ ràng, chứ không phải dựa vào một cái clip hay sự so sánh thiếu khách quan. Cho Ly hỏi thêm, Nga Oshin nếu có quay clip Hồng Loan quỳ lại cho chú về, thì quay với mục đích gì? Ai cho phép? Giờ phút cậu năm lâm chung, còn tâm trí để quay clip được thì cũng tài. Còn ông Long ưu tú thì so sánh bệnh. Bệnh mà so sánh được cũng hay. Ông cần đi phổ cập kiến thức lại đi hả? Rồi chia sẻ, vì ông ở cái tầm nghệ sĩ ưu tú rồi, phải nói khách quan và có hiểu biết. Bệnh thì tùy loại bệnh. Bệnh đó trên bệnh nhân nào? Cùng một loại bệnh, nhưng ở một người không có bệnh nền sẽ khác và một người có bệnh nền sẽ khác kèm theo thể trạng sức khỏe hiện tại của từng bệnh nhân Mỗi loại ung thư nó sẽ chuyển biến khác nhau Cùng một loại bệnh nó cũng có chuyển biến khác nhau trên mỗi cơ thể khác nhau Mà Kim Tử Long so sánh hai loại bệnh khác nhau Trên hai cơ thể có những bệnh nền khác nhau Rồi cho rằng còn nước còn tác mới có hiếu Thì nghĩ sao khi cộng đồng mạng phân tích tội bất hiếu điều 621 Bộ Luật Dân Sự 2015 Thứ nhất, phe bà Gia luôn mồm cái tội hồng loan bất hiếu Thứ hai, bà nga o xin có clip hồng loan quỳ lại xin cô sáu cho chú vũ linh về nhà hứa sẽ ra tòa làm chứng việc hồng loan bất hiếu thứ ba ông long livestream rằng má vợ ông bệnh nan y quyết ở lại bệnh viện để sống và việc hồng loan quỳ lại để đưa chú vũ linh về nhà rồi mất ông chốt câu còn nước còn tác cả cộng đồng mạng hiểu ông nói gì suy ra vợ chồng ông có hiếu hồng loan bất hiếu à kính mời quý vị xác định giúp em những luận cứ về đại nghịch bất đạo của bà Bình Còn nước còn tác của ông Kim Tử Long và một số gia con viết mướn, chửi lộn mướn, làm chứng mướn Để khẳng định Hồng Loan bất hiếu, có phải không ạ? À? Tới đây thì chúng ta không còn cái gì phải thắc mắc nữa Chính Hồng Vượng trong tang lễ cũng đã khẳng định về cái chuyện có hiếu thương cậu lo cho cậu từ phía Hồng Loan rồi không Phượng là người làm chứng rất là xác thực Đó là người thân ở trong nhà Tiếng nói phải có giá trị hơn là cô ô xin đúng không ạ? Ly thấy họ tính tới tính lui Đủ kiểu đủ trò hết trơn Nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng qua cái sự thật Kính mời quý vị theo dõi livestream vào tối nay của kênh Ly Tala Vlog Để chúng ta cùng trao đổi và bàn luận thêm những vấn đề quan trọng nha quý vị Về ADN, về thừa kế, về quyền lợi hợp pháp của chị Hồng Loan về những âm mưu kế hoạch của uh, phía kia rất là nhiều cái điều mà ly muốn chia sẻ kính mời quý vị trở lại cùng với kênh ly tala vlog cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe và theo dõi đến giờ phút này mến chúc cho quý vị luôn luôn vui khỏe và sự bình an ly xin mến chào và hẹn gặp lại